Hi, xin chào các bạn. Cứ mỗi một năm đầu năm mới để đón giao thừa thì thông thường là mình sẽ đi vào trong Toronto để mình countdown. Năm nay thì mình đi thì cái bar này ấy, là cái bar lớn nhất của Toronto. Thông thường thì người Việt nhà mình hay năm nào cũng tới đây để đón giao thừa. Nhưng cái bar này năm nay mình đi ấy, thì mình thấy nó vắng. Nó chỉ bằng 2/3 của mỗi năm thôi. Mỗi năm mình đi ấy, thì rất nhiều người da trắng là người Canada. Nhưng mà cái năm nay mình đi ấy, thì mình thấy hầu như là người Ấn Độ và người Trung Đông vô cùng là nhiều. Mình không hiểu lý do tại sao mà trong 1-2 năm về đây, người đất nước Canada nhận người tị nạn của Ấn Độ sang rất chi là nhiều. Thông thường ở Toronto nhà mình ý, Ấn Độ nó phải chiếm đến 60% các bạn, rất chi là nhiều. Nên cái bar này mọi năm đánh đi chơi thì rất chi là hay, nhưng mà năm nay thì không hiểu là tại sao mà Ấn Độ nó tràn vào mà có cả nhạc Ấn Độ nữa các bạn. Cái nơi này thì là người Việt nhà mình tụ tập vào đây rất chi là nhiều, thông thường thì là giới trẻ. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi nhưng mà năm nào cũng xí xộ. Đội nhà mình năm nào cũng đi mấy cô cháu đến đây cũng để đón giao thừa nha các bạn. Mời các bạn xem ba vũ trường ở Canada, ở Việt Nam có khác biệt gì không. Nhạc thì nó rất chi là hay nhưng mà mình không có đưa nhạc gốc vào đây được, bởi vì nếu mình đưa nhạc gốc vào thì sẽ bị đánh bản quyền. Mời các bạn nghe nhạc, nghe nhạc và xem vũ trường ở bên Canada mình nhé. We'll be right back.
Yeah.
So many cloudiness.